Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tuổi Tân Mùi 1991. Không tin vào nhân quả, Khải Toàn chân thành khuyên các bạn không nên dùng phong thủy và không nên xem video này. Thiếu kiên nhẫn lại càng không nên dùng phong thủy. Cơ bản, người thiếu kiên nhẫn hầu như khó đạt được thành tựu trong cuộc sống. Làm thế nào để người tuổi Tân Mùi có vận tốt hơn? Các bạn có thể dùng phong thủy để có vận tốt, gia tăng thêm phần may mắn. Nhưng chính yếu vẫn là tu tâm dưỡng tánh để gia tăng phước đức. Càng không nên mưu cầu về tương lai của mình. Tương lai, mọi người thường thích biết về tương lai của mình. Liệu biết rồi có thay đổi được không? Khải Toàn có một góc nhìn khác về luận mệnh. Khải Toàn đã trải qua hàng ngàn lá số, chủ yếu hướng dẫn cách thay đổi bản thân, thay đổi cho tốt hơn thông qua phong thủy và con đường tu tập. Không nói nhiều về tương lai, vì người mưu cầu về tương lai muốn biết vận mệnh của tương lai là người không sống với hiện tại. Bạn nên kiên nhẫn xem video này, luận mệnh kỹ cần rất nhiều thông tin hợp thành. Video tuổi Tân Mùi đề cập 4 phần chính. 1 là tính cách tình cảm, 2 cha đơn giản theo niên mệnh, 3 chi tiết theo 12 tháng sinh, cuối cùng kết luận và cải vận. Vận mỗi người phụ thuộc vào các yếu tố sau: 1 ngày tháng năm giờ sinh, 2 họ tên, 3 nhân quả tiền kiếp và quá khứ, 4 ảnh hưởng bởi phong thủy ngôi nhà đang sống và những người bên cạnh. Ví dụ tuổi Tân Mùi thuộc lộ bàn thổ, hộ mệnh là vị Phật Đại Nhật Như Lai, thiên can tân thuộc kim, địa chi mùi thuộc thổ hỏa. Đây là xem theo niên mệnh. Nếu xem theo bát tự tứ trụ, cần đến ngày giờ sinh giới tính. Xét theo năm sinh, ta có tầm 40% mức độ chính xác. Xét thêm tháng sinh, gia tăng thêm 40% nữa. Ví dụ, người tuổi Mùi trầm tính bao dung, thích nghiên cứu và sáng tạo. Nhưng nếu sinh tháng Thân Dậu, tầm tháng 9-10 dương lịch, có tính hướng ngoại. Nếu sinh tháng Ngọ Mùi, tầm tháng 6-7 dương lịch, tính tình nóng nảy cực độ. Vì thế, xét rõ một lá số, cần cả năm tháng ngày giờ sinh. Tóm tắt người tuổi Tân Mùi, trước khổ sau bất khổ. Thật tình, trước khổ sau tốt hơn nhiều. Giai đoạn niên thiếu, đa phần vất vả. Tính tình có phần cục mịch, cọc cằn hướng nội nhưng bao dung và hiếu thuận. Đặc biệt, rất thích lời nói ngon ngọt, thích lời nói động viên. Tân Mùi 1991 hay tuổi Mùi nói chung dễ mẫn cảm, dễ xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí xem phim tình cảm vẫn có thể rơi nước mắt. Họ là những người thiên về hướng nội, không nhiều bạn nhưng bạn bè rất chất lượng. Họ hết mình vì người khác, đôi khi bị lợi dụng. Nhưng vì lòng vị tha, họ không để bụng. Họ là những người thích âm thầm, tìm tòi những điều mới mẻ trong cuộc sống. Trong tình cảm, tuổi Tân Mùi là những người e dè, nhất là những bạn nam. Thường nhút nhát thổ lộ. Tình cảm của họ thể hiện lặng lẽ, không ồn ào, không phô trương. Thay vào đó là sự chân thành với đối tượng mình yêu. Họ là những người quý trọng gia đình, nói ít làm nhiều cho những người thân thương của mình. Vì thế họ dễ có quý nhân trong cuộc đời. Mùi là thổ hỏa, là một trong tứ khố, là một loại thương khố thường đại diện cho đất đai nhà cửa. Bản tính của Mùi vốn là lầm lì, bao dung, nhân ái hiếu thuận. Để biết được vận mệnh tuổi Tân Mùi, mời các bạn theo dõi phần sau tuổi Tân Mùi theo 12 tháng sinh. Sau khi xem đúng tháng sinh của mình và biết được dụng thần, các bạn vào website của Khải Toàn xem phần mô tả chi tiết theo từng ngũ hành, từ màu sắc, hình dạng, ăn uống, ngành nghề, động vật để tham khảo và ứng dụng. Các bạn lưu ý, mỗi lá số thường có hai dụng thần. Dụng thần tức là ngũ hành khuyết. Nội dung video này đề cập từng tháng sinh, đề cập đến mệnh ngày sinh.
Bát tự tứ trụ xét theo bốn cột: cột năm, cột tháng, cột ngày, cột giờ. Ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi, như hình minh họa này. Ngày tháng năm đề cập là ngày dương lịch. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm màu sắc trang sức ngành nghề phù hợp cho tuổi Tân Mùi. Đầu tiên, cách thứ nhất, xét đơn giản theo niên mệnh. Tân Mùi thuộc lộ bàn thổ, xét theo kiểu này mức chính xác không cao. Mệnh thổ thì dùng theo màu của thổ hoặc màu của hỏa, là các màu nâu, đỏ, tím, hồng, trang sức đá quý màu đỏ. Bất động sản, spa, dạy học là các ngành thuộc thổ. Giờ tốt của hỏa là giờ buổi trưa, giờ thổ là các giờ thìn tuất sửu mùi. Tam hợp với mùi ta có tỵ ngọ mùi hợp hỏa hoặc là hợi mão mùi hợp mộc. Tứ xung ta có thìn tuất sửu mùi. Xét theo phương pháp một này thì 10 người dụng chỉ có vài người đúng. Mời các bạn theo dõi phần tìm dụng thần tuổi Tân Mùi theo 12 tháng sinh. Xét theo cách thứ hai, mức độ chính xác hơn 80-90%. Vì tra theo dụng thần bát tự tứ trụ, tháng sinh có sức ảnh hưởng không kém năm sinh. Nội dung sau đây chia sẻ thành 12 nhóm, mô tả chi tiết theo từng nhóm nhỏ, mời các bạn cùng theo dõi. Nhóm thứ nhất, tuổi Tân Mùi sinh tháng Canh Dần, từ 15 tháng 2 năm 91 cho đến 15 tháng 3 năm 91 dương lịch. Mùi là mộc khố, tháng Dần là mộc hỏa, lá số có tính mộc vượng, người quân tử, tính tình nóng nảy, khi giận lên thiếu kiểm soát. Dần mộc là một trong tứ trường sinh, thẳng thắn khi nóng giận như lửa. Dần có tính quân tử nghĩa hiệp. Nếu mệnh ngày sinh thiên can thuộc mộc hỏa thổ, sinh vào tháng này thường là mệnh tốt, ví dụ bính đinh giáp ất mậu kỷ. Ngược lại, ai sinh mệnh ngày sinh thiên can thuộc kim, tức là canh hoặc tân, sẽ khó thuận. Năm mùi tháng Dần là người có sao thiên hỷ, cuộc đời nhiều biến động. Hiện tại thời vận từ 28 đến 31 tuổi của mệnh nữ không đẹp, tính tình dễ nóng nảy, tâm khó an. Họ đang hành sao dịch mã, dễ biến động, đi xa, thay đổi công việc hoặc chỗ ở. Hiện tại thời vận của mệnh nam từ 31 đến 36 tuổi, nhiều cơ hội trong công việc, tính tình cũng dễ nóng giận, khó kiểm soát. Muốn mọi việc thuận lợi nên biết một điều: một điều nhịn là chín điều lành. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc giáp mậu hoặc canh tân là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc bính hoặc thuộc đinh là người có sao hồng diễm, có nhu cầu tình dục cao và trắc trở đường tình cảm. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc giáp là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Tân Mùi sinh từ 15 tháng 2 cho đến 15 tháng 3 năm 91 dương lịch, đa phần kỵ mộc. Người kỵ mộc nên làm gọn, lông, râu, tóc bóng, không nên nuôi mèo. Dụng thần của nhóm này, dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Để vận tốt hơn, mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc thuộc kim để gia tăng vận tốt. Tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Giờ thần cho mệnh thiếu kim là giờ buổi chiều từ 15 đến 19 giờ. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu, tăng điều tốt. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn nhất đến tài lộc. Cải biến tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Nhóm 2, tuổi Tân Mùi sinh tháng Tân Mão, từ 16 tháng 3 cho đến 14 tháng 4 dương lịch. Chữ Mùi thuộc mộc thổ hỏa, chữ Đinh Mão thuộc hỏa mộc. Mão Mùi hợp mộc, lá số vẫn có tính mộc dày, sinh mùa mộc vượng, đa phần thời điểm này là người kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên nuôi mèo, nên làm gọn gàng, lông, râu, tóc, móng. Lá số mộc vượng đại diện cho người quân tử,
Mão mộc đại diện cho sức mạnh của mộc, tính khí cực đoan phát cuồng, có tính quân tử, bảo vệ gia đình và nhiều hoài bão. Tuổi Tân Mùi sinh tháng Mão là người có sao tướng tinh, dễ thăng tiến trong công việc và có nhiều người phù trợ. Những ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc giáp Ất Bính Đinh trong khoảng thời gian này thường là mệnh tốt. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Nhâm Quý Giáp Mậu thường có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất là người có mật mã lộc thần, dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Hiện tại 30 đến 39 tuổi, thời vận của mệnh nữ nhiều trở ngại, dễ ảnh hưởng đến thị phi và sức khỏe. Mệnh nữ đang hành vận có sao hoa cái, mật mã tài hoa, thông minh sáng dạ. Mệnh nữ hành vận sao hoa cái, cá tính mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Với mệnh nam hiện tại từ 30 đến 34 tuổi, thời vận khá tốt, nhiều cơ hội trong công việc. Mệnh nam đang hành vận có sao quý nhân và sao hàm trì, một mật mã có người giúp đỡ, một mật mã nói về đào hoa nhân duyên, ăn nói và biến động tình cảm. Tân Mùi sinh từ 16 tháng 3 cho đến 14 tháng 4 dương lịch, vào các tiết khí mộc vượng. Người kỵ mộc không nên để râu lông tóc dài, không nên nuôi mèo. Dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là từ 15 đến 19 giờ. Giờ của thủy là giờ tối khuya. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây Bắc hoặc hướng Tây, giúp gia tăng vận tốt. Tiếng chuông đồng là một vật trợ kim. Cải biến tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Phong thủy trong ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vài phần tốt. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là một loại phong thủy tốt nhất. Nhóm 3, tuổi Tân Mùi sinh tháng Nhâm Thìn từ 15 tháng 4 cho đến 13 tháng 5 dương lịch. Sinh tháng Thìn Thổ tương tự như năm Mùi, là hai trong tứ khố đại diện cho nhà cửa đất đai. Bản tính của Thìn một đời biến hóa, có khí chất thường làm mệnh tốt hơn mệnh khác. Năm Mùi sinh tháng Thìn là người có sao quả tú, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm và người có niềm tin về tôn giáo. Hiện tại 31 đến 35 tuổi, thời vận của mệnh nữ khó thuận lợi, tính tình dễ nóng nảy bất an. Mệnh nữ đang hành vận có sao Hồng Loan là mật mã biến động chuyện tình cảm. Mệnh nam hiện tại từ 28 đến 32 tuổi, 28 đến 33 tuổi, thời vận khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng dễ phát sinh thị phi, phát sinh nhiều chuyện lặt vặt ngoài ý muốn. Năm Tân Mùi sinh tháng Thìn Thổ, thổ dày đại diện cho người suy nghĩ nhiều, lo nghĩ nhiều nhưng thật thà bao dung, đôi khi họ thiếu ngăn nắp. Nếu thổ vượng hoặc gặp đại vận có thổ, tất biến thành người kém sáng suốt, tâm bất an. Người nhóm này thường kỵ nuôi chó mèo. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Mậu hoặc Kỷ là người có sao Hồng Diễm, mật mã trắc trở đường tình cảm. Năm sinh Tân Mùi sinh từ 15 tháng 4 cho đến 19 tháng 4 dương lịch, tiết khí thanh minh, dụng thần đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể mới đoán được. Tân Mùi sinh từ 20 tháng 4 cho đến 13 tháng 5 dương lịch, các tiết khí cốc vũ, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc, giúp gia tăng vận tốt. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là giờ chiều sau 15 giờ, giờ tối khuya là giờ của thủy. Cải biến tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vài phần tốt. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là loại phong thủy tốt nhất.
Nhóm 4, tuổi Tân Mùi sinh tháng Quý Tỵ, từ 14 tháng 5 cho đến 11 tháng 6 dương lịch. Năm Tân Mùi sinh tháng Tỵ là người có sao dịch mã, dễ xa quê hương, cuộc đời nhiều biến động, làm công việc xa nhà. Mệnh nam hiện tại từ 30 đến 34 tuổi, thời vận không đẹp, thiếu sự kiên định. Mệnh nữ hiện tại từ 31 đến 40 tuổi, thời vận 5 năm đầu có nhiều trở ngại, tâm trạng bất an, tính tình dễ nóng nảy, 5 năm sau vận khá hơn. Nếu Mùi đại diện cho người trầm tính bao dung thì sinh tháng Tỵ đại diện cho linh hoạt. Tỵ là kiểu người biến hóa, thích hướng ngoại, giỏi giao tiếp. Nhóm người sinh thời điểm này hỏa vượng thủy suy. Hỏa vượng tức là người kỵ hỏa, không nên sử dụng màu đỏ tím cam, không nên nuôi chó. Người hỏa vượng sắc da thường không đẹp. Người nhiều hỏa hoạt động không ngơi nghỉ, nóng tính thái quá. Hỏa vượng là người đầy nhiệt huyết. Những ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc đinh là có sao hồng diễm, có nhu cầu tình dục cao và trắc trở đường tình cảm. Nếu ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm quý giáp mậu là người có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc mậu hoặc bính là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Tuổi Tân Mùi sinh tháng Quý Tỵ, từ 14 tháng 5 cho đến 11 tháng 6 dương lịch, vào các tiết khí mùa hè oi bức. Mùa hè hỏa vượng, tháng Tỵ là hỏa, Tỵ Mùi hợp hỏa, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng tây bắc, giúp thêm vận may mắn. Tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Phong thủy trong ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vài phần tốt. Cải biến tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh và bố thí giúp người. Nhóm 5, tuổi Tân Mùi sinh tháng Giáp Ngọ, từ 12 tháng 6 cho đến 11 tháng 7 dương lịch. Năm Mùi đại diện cho người trầm tính hướng nội, trọng gia đình thì sinh tháng Ngọ thiên về người hướng ngoại. Ngọ hỏa vốn nóng tính, khi giận dữ không thể kiềm chế, là người theo chủ nghĩa cực đoan. Ngọ Mùi hợp hỏa, lá số có tính hỏa mạnh, là người tràn đầy năng lượng. Họ hoạt động không ngơi nghỉ, việc gì cũng muốn làm, dễ nóng giận, vì thế nên tập ngồi thiền để giảm tính nóng nảy. Người hỏa vượng sắc da thường không đẹp, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Hỏa vượng các bệnh thường gặp đường ruột, phần đầu, huyết dịch hay mắt. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc giáp hoặc đinh là người có sao hồng diễm, mật mã trắc trở đường tình cảm. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc canh tân giáp mậu có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc kỷ hoặc thuộc đinh là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Hiện tại thời vận của mệnh nữ sinh tháng Ngọ khá tốt, qua 33 tuổi nhiều biến động. Thời vận của mệnh nam sinh tháng Ngọ từ 32 đến 37 tuổi hành vận rất đẹp, vì đại vận có kim thủy là dụng thần. Vận sau 38 tuổi nhiều biến động. Tuổi Tân Mùi sinh tháng Giáp Ngọ từ 12 tháng 6 đến 11 tháng 7 dương lịch, vào các tiết khí hè oi bức. Mệnh kỵ mộc hỏa, không nên nuôi chó, và kỵ màu đỏ tím vàng. Dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc tây bắc, giúp thêm may mắn, đây là các hướng của kim thủy. Đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối,
càng về khuya càng có tinh thần. Sau 15 giờ chiều là giờ của kim. Kỵ vào giờ Tỵ ngọ mùi, từ 9 đến 15 giờ trưa. Cải vận tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là loại phong thủy tốt nhất. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng nhiều phần tốt. Nhóm 6, tuổi Tân Mùi sinh tháng Ất Mùi, từ 12 tháng 7 cho đến 9 tháng 8 dương lịch. Năm sinh Tân Mùi sinh tháng Ất Mùi, thời điểm này thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa và thổ. Người kỵ hỏa thổ không nên nuôi chó và kỵ màu đỏ tím cam hồng. Năm mùi tháng mùi đại diện cho tứ khố, đại diện cho đất đai nhà cửa. Người có lòng bao dung, dễ thông cảm, dễ cảm động trước những hoàn cảnh khó khăn, có lòng thương người cao. Lá số thổ dày đại diện cho người thành thật, bao dung, hiếu thuận. Nếu quá vượng và gặp đại vận có thổ, biến thành người kém sáng suốt, tâm nhiều lo nghĩ, tâm bất an. Thổ dày đôi khi thiếu ngăn nắp nhưng rất hiếu thuận và thật thà. Năm sinh Tân Mùi sinh tháng Mùi là người có sao hoa cái, mật mã tài hoa, thông minh. Mệnh nữ có sao hoa cái, cá tính mạnh, dễ cô đơn. Thời vận 31 đến 40 tuổi của mệnh nữ sinh tháng Mùi này đang hành vận Kỷ Hợi khá thuận lợi, nhưng tâm lại lo nghĩ nhiều, khó an. Thời vận 31 đến 35 tuổi của mệnh nam sinh tháng Mùi đang hành vận Thìn, có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng tâm tính nhiều buồn phiền, dễ phát sinh chuyện lặt vặt. Người nào sinh mệnh ngày thiên can thuộc đinh là có sao hồng diễm, thường có nhu cầu tình dục cao và trắc trở đường tình cảm. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc giáp hoặc là mậu có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Tân Mùi sinh từ 12 tháng 7 cho đến 22 tháng 7 dương lịch, vào tiết khí Tiểu Thử, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Tân Mùi sinh từ 23 tháng 7 cho đến 9 tháng 8 dương lịch, vào tiết khí Đại Thử, dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là mộc. Mệnh cần thủy, đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc là hướng Đông Nam, giúp thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, càng về khuya càng có tinh thần, hoặc sau 15 giờ là giờ của kim. Kỵ giờ Tỵ ngọ mùi, tức là giờ của hỏa, vào buổi trưa. Cải vận tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh và làm nhiều việc thiện. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng tốt vài phần. Tâm lý thoải mái và sống sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Nhóm 7, tuổi Tân Mùi sinh tháng Bính Thân, từ 10 tháng 8 cho đến 7 tháng 9 dương lịch. Năm Mùi đại diện cho người trầm tính hướng nội, người trọng gia đình thì sinh tháng Thân có phần hướng ngoại, năng động, giỏi giao tiếp. Thân kim là nhóm người biến hóa, có phần kiêu căng. Người sinh năm Mùi sinh tháng Thân là người có sao hồng loan, đại diện cho đào hoa và tình cảm dễ biến động. Hiện tại thời vận của mệnh nữ ở mức trung, tốt với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc canh tân nhâm quý. Mệnh nam hiện tại đang cuối đại vận hỏa, qua 32 tuổi có những trở ngại trong cuộc sống. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất hoặc là đinh là người có sao hồng diễm, thường trắc trở đường tình cảm. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất kỷ giáp mậu là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất hoặc thuộc canh là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác.
tuổi Tân Mùi sinh tháng Bính Thân từ 10 tháng 8 cho đến 7 tháng 9 dương lịch, đa phần kỵ kim. Không nên dùng màu trắng xám, hạn chế gương và hạn chế trang sức vàng bạc. Kim vượng đại diện cho người dễ gây sát thương với người khác qua lời nói, là người tràn đầy lòng trượng nghĩa, háo thắng và hào hiệp. Dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Mệnh cần mộc, đi ngủ nên mang theo quyển sách. Uống trà là mộc nên ở nhà có nhiều cây cối đồ gỗ. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam là mộc, giúp tăng thêm may mắn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Cải vận tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng đến tài lộc, ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vài phần tốt. Tâm lý thoải mái, tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Nhóm 8, tuổi Tân Mùi sinh tháng Đinh Dậu từ 8 tháng 9 cho đến 7 tháng 10 dương lịch. Năm Mùi đại diện cho người trầm tính hướng nội, trọng gia đình thì tháng Dậu sẽ gia tăng thêm phần đó. Là người rất yêu thương gia đình, đôi khi bên vật gia đình, bên vật người thân một cách thái quá. Dậu kim tượng trưng cho sức mạnh của kim. Dậu rất cố chấp, không thể thương lượng được với họ, dễ đi vào chỗ bế tắc. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên đeo vàng bạc trang sức, không nên dùng màu trắng xám. Phòng làm việc hay nhà ở không nên có nhiều gương to. Kim vượng là người giàu lòng trượng nghĩa, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói hành động dễ gây sát thương với người khác. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc tân hoặc thuộc đinh là người có sao hồng diễm, là người vượng tình dục và trắc trở đường tình cảm. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc bính đinh, giáp mậu là người có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc tân là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Mệnh nam hiện tại ở thời vận khá tốt, qua 32 tuổi có sao dịch mã, dễ biến động, thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc. Hiện tại thời vận của mệnh nữ nhiều trắc trở, hành đại vận có nhiều kim thủy, dễ phá tài hoặc làm không giữ được tiền. Trước 30 tuổi họ hành vận đào hoa, dễ có tình yêu lẫn rắc rối về tình cảm. Tuổi Tân Mùi sinh tháng Đinh Dậu từ 8 tháng 9 cho đến 7 tháng 10 dương lịch. Mệnh kỵ kim thiếu mộc, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam, giúp thêm may mắn, hai hướng này thuộc mộc. Mệnh cần mộc, đi ngủ mang theo quyển sách, nhà ở nên có nhiều cây cối đồ gỗ. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, buổi trưa là giờ của hỏa. Cải vận tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vài phần tốt. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Tâm lý thoải mái, tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Nhóm 9, tuổi Tân Mùi sinh tháng Mậu Tuất từ 8 tháng 10 cho đến 5 tháng 11 dương lịch. Năm Mùi đại diện cho người trầm tính hướng nội, trọng gia đình thì sinh tháng Tuất Thổ cũng tương tự nhưng có thể hướng ngoại. Cả Tuất và Mùi là hai trong tứ khố đại diện cho nhà cửa đất đai. Nhóm người có khiếu kinh doanh. Lá số thổ dày, gặp đại vận có thổ, tinh thần kém sáng suốt, lo nghĩ nhiều, tâm bất an. Thổ dày đôi khi thiếu ngăn nắp, nhưng rất hiếu thuận và tốt bụng. Người nhóm này thường kỵ hỏa thổ, không nên nuôi chó, kỵ màu đỏ tím cam hồng. Hiện tại 30 đến 39 tuổi, thời vận của mệnh nữ khá đẹp, do hành đại vận có mộc hỏa.
nhưng chuyện tình cảm khó suôn sẻ, dễ sống cô đơn. Mệnh nam hiện tại từ 30 đến 34 tuổi, thời vận không đẹp, phạm phục ngâm, dễ biến động sức khỏe, lắm chuyện thị phi. Mệnh nam đang hành vận sao hoa cái, nhiều sáng tạo trong công việc. Những ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc canh hoặc thuộc đinh là người có sao hồng diễm, trắc trở đường tình cảm. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc giáp mậu là người có sao quý nhân, cuộc đời dễ gặp nhiều người giúp đỡ. Tuổi Tân Mùi sinh từ 8 tháng 10 cho đến 23 tháng 10 dương lịch vào tiết khí kim vượng, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể. Tân Mùi sinh từ 24 tháng 10 cho đến 5 tháng 11 dương lịch vào tiết khí xương gián, mùa này thổ quản, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là thủy. Người cần mộc gõ mõ là mộc, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam, giúp thêm may mắn. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, nhà ở có nhiều đồ gỗ hoặc cây cối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa đến 15 giờ là giờ của hỏa. Ứng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vài phần tốt. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Cải vận tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Nhóm 10, tuổi Tân Mùi sinh tháng Kỷ Hợi, từ 6 tháng 11 cho đến 5 tháng 12 dương lịch. Năm Mùi đại diện cho người trầm tính hướng nội, trọng gia đình, sinh tháng Hợi có phần thiếu quyết đoán và nội tâm cao. Tháng Hợi Thủy là nhóm người hiền lành, ít phân tranh lẫn cọc tính. Nhược điểm lớn nhất có thể là thiếu kiên trì trong những mục tiêu của cuộc đời. Hiện tại từ 28 đến 33 tuổi, thời vận của mệnh nữ khá tốt, hành đại vận có mộc hỏa, tốt hơn 5 năm trước, có phần nhiều biến động tình cảm. Với mệnh nam, ở những năm cuối hành đại vận kỵ, nhiều trở ngại, qua 32 đến 41 tuổi, vào vận có mộc hỏa, khá thuận lợi về công danh, nhưng sức khỏe không tốt và dễ phạm thị phi. Nhóm sinh tháng Hợi thường như thủy, mệnh kỵ thủy, không nên dùng màu đen hoặc xanh dương, hạn chế luôn vàng bạc đá quý, nhà ở không nên có nhiều gương to. Mệnh thủy vượng thường thông minh chu đáo nhưng lại xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Người sinh mệnh ngày thuộc thiên can bính đinh giáp mậu là người có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp nhiều người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Tuổi Tân Mùi sinh từ 6 tháng 11 cho đến 12 tháng 11 dương lịch vào tiết khí xương gián, dụng thần đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai cần có ngày sinh cụ thể. Tân Mùi sinh từ 13 tháng 11 cho đến 5 tháng 12 vào tiết khí lập đông và tiểu tuyết, dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam là hỏa, hướng đông và hướng đông nam là mộc, thêm phần may mắn. Cần mộc hỏa đi ngủ có thể mang theo quyển sách, nhà ở có thể nhiều cây cối, sưu tầm nón túi sách là mộc. Giờ tốt trong ngày mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ hỏa là 9 đến 15 giờ chiều. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc, ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng vài phần tốt. Cải vận tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Nhóm 11, tuổi Tân Mùi sinh tháng Canh Tý, từ 6 tháng 12 năm 91 cho đến 4 tháng 1 năm 92 dương lịch. Tân Mùi sinh tháng Tý là người có sao hàm trì, chủ về vượng tình dục, chủ về đào hoa, tướng mạo tốt, thông minh lãng mạn, có duyên ăn nói.
thời vận của mệnh nữ sinh tháng Tý hiện tại khá đẹp, vẫn có mộc làm dụng thần, trong công việc dễ thăng tiến. Nhóm này có hậu vận rất đẹp. Với mệnh nam thì khác, thời vận 10 năm này tốt xấu bất định. Trong 20 năm này vẫn có hỏa là dụng thần nhưng có kim là kỵ thần. Năm Mùi đại diện cho người trầm tính hướng nội trọng gia đình thì sinh tháng Tý đại diện cho người cố chấp cực độ. Tý Thủy đại diện cho sức mạnh của Thủy, thường bảo vệ lý lẽ của mình. Nhóm người sinh tháng này khá tốt tính. Mệnh Thủy Vượng là người thông minh tận tình nhưng xử lý theo tình cảm nhiều hơn lý trí, không khéo dẫn đến thiếu cầu tiến. Nếu có trên hai người sinh cùng mùa cuối năm ở chung một nhà, dễ có hiện tượng ẩm thấp, rỉ nước hoặc ngập lụt. Người kỵ thủy nên biết không nên dùng màu đen và xanh dương. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Nhà vệ sinh dùng màu ấm và có quạt hút. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm hoặc thuộc đinh là người có sao hồng diễm, chủ về vượng tình dục và trắc trở đường tình cảm. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc ất kỷ giáp mậu là người có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc quý là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Tuổi Tân Mùi sinh tháng Canh Tý từ 6 tháng 12 cho đến 4 tháng 1 năm 92 dương lịch. Vào tiết khí lạnh là thời điểm thủy vượng, dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Cần hỏa sử dụng màu ấm, nhất định phải thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam thuộc hỏa, hướng đông thuộc mộc, giúp thêm may mắn. Mệnh cần mộc hỏa, đi ngủ mang theo quyển sách. Nhà ở nên có nhiều cây cối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa 9 đến 15 giờ chiều hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc, nên tận dụng các khoảng thời gian tốt này. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng tốt vài phần. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc. Cải vận tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tánh và bố thí giúp người. Tâm lý thoải mái là một loại phong thủy tốt nhất. Nhóm 12 tuổi Tân Mùi sinh tháng Tân Sửu từ 5 tháng 1 năm 92 cho đến 3 tháng 2 năm 92 dương lịch. Mùi Sửu xung nhau, cuộc đời nhiều biến động. Thời vận 10 năm tiếp theo của mệnh nữ khá tốt, hành vận có mộc hỏa là dụng thần, nhiều cơ hội phát tài. Thời gian này có sao dịch mã, dễ biến động đi xa, thay đổi công việc hoặc chỗ ở. Thời vận từ 30 đến 34 tuổi của mệnh nam sinh tháng Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng cũng lắm biến động, phát sinh nhiều chuyện lặt vặt. Vì họ đang ở vận Túc, Túc phá và hình với năm và tháng sinh Mùi Sửu. Năm Mùi đại diện cho người trầm tính hướng nội trọng gia đình, Sửu Thổ cũng tương tự. Cả Mùi và Sửu là hai trong tứ khố đại diện cho đất đai nhà cửa. Nhóm người sinh tháng này lầm lì nội tâm cao là người hướng nội. Thổ dày hoặc gặp đại vận có thêm thổ, tinh thần kém sáng suốt, tâm bất an lo nghĩ nhiều. Thổ dày là người hiếu thuận và tốt bụng, biết cho đi nhưng lại thiếu ngăn nắp. Tuổi Tân Mùi sinh tháng Tân Sửu từ 5 tháng 1 năm 92 cho đến 3 tháng 2 năm 92 dương lịch vào các tiết khí lạnh, thường là dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông là mộc, hướng nam là hỏa, giúp tăng thêm may mắn. Mệnh thiếu mộc hỏa nên dùng màu đỏ, tím, vàng, hồng hoặc là xanh lá, nhất định thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận đào hoa. Đi ngủ mang theo quyển sách. Giờ tốt trong ngày của mệnh thiếu hỏa 9 đến 15 giờ chiều. Giờ sáng sớm là giờ của mộc, càng về khuya là giờ của thủy. Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng đến tài lộc. Ứng dụng theo mệnh khuyết, giảm xấu tăng tốt vài phần.
Cải vận tốt nhất vẫn là bố thí giúp người và tu tâm dưỡng tánh. Tâm lý thoải mái và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Tuổi Tân Mùi muốn đạt được những thành tựu cần cởi mở, giảm tính lo xa, giữ tâm thái an tịnh. Muốn tâm an tịnh, hãy tập ngồi thiền, mỗi ngày chỉ cần 10 phút. Tập ngồi thiền là cách tu tâm dưỡng tánh, tâm an tịnh là một loại phong thủy tốt nhất. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Tân Mùi theo 12 tháng sinh. Nếu biết thêm ngày giờ sinh, có thể xét toàn diện một lá số. Biết được dụng thần, các bạn vào website của Khải Toàn xem phần mô tả chi tiết để ứng dụng. Có thể bạn chưa biết, điều mà thầy thuật số khó luận đoán được đó là nhân quả kiếp trước và người đang bên cạnh. Hai yếu tố này có phần ảnh hưởng đến vận trình của mỗi người. Ví dụ, vận một người nào đó không tốt nhưng đang ở cạnh người có vận tốt vẫn được hưởng tốt phần nào. Kiếp trước bố thí, kiếp này có tiền của, kiếp trước nói lời đẹp, kiếp này có tướng mạo ưa nhìn. Ngày tháng năm mỗi người sinh ra là một mật mã của cuộc đời. Nếu muốn cải biến hoàn toàn số mệnh, phương pháp vẫn là bố thí để tích phước đức, không sát sanh để được khỏe mạnh. Dành thời gian tu tâm dưỡng tánh, tâm an tịnh là phong thủy tốt nhất. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.